Alo hai nháy, alo hai nháy. Bây giờ em xin phép được em tổng kết được những món đồ em săn được của ngày hôm nay nhé. Đầu tiên em xin đi đến mấy cái mũ trước nha các anh nhé. Em đi đến cái giày, à cái mũ cơ mà nhỉ, cái mũ được cái mũ kim, nội lực 67, chuyển hóa sát thương 10, sinh lực 64, kháng độc 2. Nói chung em mấy cái đồ này là đồ sinh lực, nội lực được là em nhặt về để em cho anh em nào cần thì anh em cứ cắm PM thẳng vào tên nhân vật của em thì để em tặng các anh nhé. Và được một quả mũ làm chậm 40, thể lực 192, sinh lực 20, thân pháp 2. Và một quả mũ thủy, thể lực 49, kháng hỏa 21, nội lực 20. Một cái mũ tu la phát kết hệ thổ, thể lực 58, kháng băng 13, sinh lực 66, chuyển hóa sát thương thành nội lực 15%. Và một quả mũ kim, sinh lực 115, kháng độc 10, thể lực 101. Cái dòng thể lực này là 100 thể lực này mà nó chuyển thành nội lực 101 thì quá đẹp luôn các anh. Nhưng mà đen cái thì nó lại có 101 ạ. Nó lại thể lực ạ. Và quả bao tay kim, thể lực 38, kháng độc 22, sinh lực 14, chuyển hóa sát thương thành nội lực 6%, nội lực 98 điểm. Và một quả giày bạch trung hoa, tốc độ di chuyển 25, kháng lôi 3 và sinh lực 11. Bao tay kim, long phụng huyết ngọc trạc, sinh lực 71, kháng độc 20. Quả ngọc bội kháng lôi 11, sinh lực 25. Và một quả áo trầm hương sam cấp 10 hệ hỏa, mỗi thời gian phục hồi 40 ạ. Và quả bao tay thủy, thể lực 28, kháng hỏa 19, sinh lực 26, sinh khí 11. Và một quả nhẫn sinh lực 6, kháng lôi 3, thể lực 20. Và được một quả nhẫn sinh lực 40 cấp 10 này, quả nhẫn 10 này cũng khá đẹp, sinh lực 70, kháng lôi 15. Nói chung là nhẫn này cũng bán ra được tiền. Và đâu đâu. Và được hai cuốn Thiết La Hán Lễ Bao, một tẩy tủy kinh, một tiên thảo lộ, một lến cắt tường và hai cuốn bí kíp, một cuốn là Vô Tướng Trảm, một cuốn là Hoành Tảo Thiên Quân. Và được một quả áo là thời gian phục hồi 40, kháng lôi 17, sinh lực 103. Quả áo này cũng khá đẹp, nói chung quả áo này bán cũng được phải vài kim. Nói chung đồ em này nếu tính sơ sơ quả mũ này cũng được tầm 2 kim. Em bây giờ em ước tính này, mũ này khoảng 2 kim. Áo này khoảng 3 đến 4 kim. Quả nhẫn này cũng phải 1 kim đến 1 kim rưỡi. 3 3 4 cái này là 4 kim đi, 4 với 4 với 2 là 6, 6 với này là 7 rưỡi. 7 rưỡi với cả 1 rưỡi 8 là 9 kim. 9 kim với cái này là 400 nữa là 94. 94 với đồ lòng ngọa với quả mũ này cũng 500 xu là 9 kim rưỡi các thầy ạ. Nói chung hôm qua là thu hồi về được 9 kim rưỡi thôi các thầy ơi. Cũng sương lắm các thầy ạ. Các anh em thấy em khổ quá thì các anh em nhớ theo theo dõi kênh và các anh em bấm like và chia sẻ kênh cho em để kênh em phát triển thì nó sẽ có nhiều cái nguồn thu khác ngoài lề về để phục vụ anh em, để em có những đồng ra đồng vào để làm những clip tiếp theo cho anh em xem nhé. Em cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và theo dõi kênh của em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Tạm biệt các anh nhé. Bye bye các anh.